Trong cuộc phỏng vấn với báo Kommersant ngày 14 tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất đưa ông Andrei Chortsev lên chỉ huy nhóm lính đánh thuê Wagner. Theo đài CNN, Tổng thống Putin nói với báo Nga Kommersant rằng sau cuộc binh biến ngắn ngủi của nhóm Wagner, ông đã tổ chức một cuộc họp có sự tham dự của ông trùm Wagner Prigozhin và vài chục chiến binh cấp cao của tập đoàn lính đánh thuê này. Tại cuộc họp trên, Tổng thống Putin đã đưa ra nhiều lựa chọn cho nhóm Wagner, bao gồm cả việc họ tiếp tục chiến đấu dưới quyền một chỉ huy trực tiếp của họ, một người đàn ông có biệt danh Sedo Ý, nghĩa là tóc bạc. Cũng trong cuộc phỏng vấn với báo Kommersant, Tổng thống Putin cho biết luật pháp Nga không thừa nhận sự tồn tại của các công ty quân sự tư nhân, kể cả Wagner. Sedo Ý là mật danh của Andrei Chortsev, một đại tá người Nga đã nghỉ hưu. Theo các tài liệu cấm vận do Liên minh châu Âu EU và Pháp công bố, Chortsev cũng là thành viên sáng lập và giám đốc điều hành của tập đoàn Wagner. Chortsev đầu bạc từng là cựu thành viên đội phản ứng nhanh đặc biệt của Bộ Nội vụ Nga ở khu vực Tây Bắc, theo trang tin Fontenka. Ông cũng là một cựu chiến binh trong các cuộc chiến ở Chechnya và Afghanistan.